and he's Tôi been muốn with giới University thiệu of đến, Seven Rays tức and là Seven hân Ray hạnh để giới thiệu Institute các bạn, since người bạn là it was Robert formed. Buren. He's now an adjunct member of the Moria Federation as well. And Robert, we À, anh just ấy always cũng cũng là appreciate hiện your là meticulous, beautiful, anh ấy cũng đã potent học về offerings Minh each Triết Thiêng year, Liêng trong suốt and năm your thập depth of kỷ enthusiasm và đã and your cùng với great Đại học Bảy embrace Cung. of this whole organization. Robert's Từ khi mà presentation nó được today thành is lập the Aquarian Christ, the coming avatar of love. Welcome, Robert. So good và to cái have you bài here. bài trình bày của Thank you Robert so hôm nay much, là Heidi. về I really cảm appreciate ơn all your Heidi kind là words. đấng đấng Christ Bảo Bình, What a hard đấng act to follow, my dear brother Michael. I hope I can do justice to carrying on that wonderful tôi thật là thing. khó để mà Just đi very theo. briefly, Tức là tôi rất là BL has posted tôi a hy vọng few là tôi resource có thể links tiếp tục in và cái điều the tuyệt vời, chat tức là cái bài của thầy regarding Michael. some resources that I thought might be of interest to you. And A Treatise on White Magic, the Tibetan asked Và for a nói về những cái tài compilation nguyên mà tôi nghĩ là on có his thể teachings of những cái tài death. liệu mà có thể các And bạn quan I tâm, đó created là Death to Great cái Adventure, which luận was về published về by linh thuật. Lucis Publishing Company in 1985. Và Then in The Rays and the xin ta. Initiations, Và chương CDK đã he nói là twice asked cái gì for mà a compilation of his cái chết teachings như on là một cái initiation, particularly for those disciples cuộc who phiêu are du in vĩ đại và training đã for được an xuất bản initiation. bởi Lucis Then Truss vào last năm year, 1985. I created a Và rồi photographic history of the University of the Seven Rays và năm ngoái thì that tôi goes all the way đã back tạo một to cái its origins. giống And như even là một before cái lịch that, you sử, can những cái hình ảnh also lịch find sử của that Đại học Bảy Cung, và photographic các bạn có thể history on the xem lại participants từ những page. cái thời ban And I đầu, wanted to make you aware of a wonderful book that was những cái lịch sử về những published cái in người tham 2021 dự. that I didn't find out about until a few months ago. Tôi muốn các Alice A. bạn biết Bailey, về cái Life cuốn and sách tuyệt vời Legacy đó by được xuất Isabel bản năm Blackthorne. It's a great book. The 2021 first part looks at vậy. Alice's life, and Và maybe even more intriguing is the một second vài part cách đây vài looks at tháng all về the cuộc đời của groups Alice and Bailey individuals và di that have sản, carried on cuộc with đời và her di sản của Alice work, Bailey của including the Isabel University of the Blackthorne, Seven và Rays đó and là một cuốn Michael sách tuyệt Robbins. vời. Và And phần 1 finally, if you're nó nói curious về about cái the cuộc đời của Alice background Bailey. ohms in my presentation, there's a Và link there. Okay, enough said. Could we please turn off the chat? I would like for all the images to remain totally visible. And let's roll tape. tôi muốn tất cả những cái hình ảnh có thể được nhìn thấy gì đó hả? The Aquarian Christ, the coming Đấng avatar of Christ Bảo love. Bình, đấng hóa thân của bác ái đang đến. This presentation is based on the Và bài trình writings bày of này the được dựa Tibetan trên master Dzogchen Khul with những cuốn his sách của chư amanuensis sư Alice DK, Bailey. và The với following cái việc passages are mà either thực tế direct của ngài là quotes Alice Bailey, or a và close những cái đoạn sau paraphrase đây of the là những Tibetan's cái đoạn teachings. trích trực tiếp In hoặc this là những cái đoạn presentation, mà đã we viết will được viết focus lại từ on the những giáo huấn của five chư sư keywords chư of the sư conference title. và chúng ta sẽ tập trung vào năm cái chủ âm chính We của cái begin tựa by đề của hội examining the nghị. first Chúng ta bắt keyword in the đầu bằng title, việc xem xét Aquarian. cái từ khóa đầu tiên của cái tựa đề Here we see là Aquarian, Bảo Bình. Ở đây Aquarius chúng ta thấy illustrated. Bảo Bình được mô tả, được minh họa. We now examine some of the Bây giờ chúng ta sẽ etymology xem and xét một vài mythology cái of thuật ngữ, Aquarius. tức là cái gì đó, cái từ nguyên và những cái huyền thoại về Bảo Bình. The symbol of Aquarius is a Biểu tượng của person Bảo Bình carrying a là một water người mang jar. nước, người mang một cái bình nước. The glyph of Aquarius Và consists cái of two dấu wavy hiệu của Bảo Bình lines nó chứa denoting the hai water cái dòng carrier. sóng, nó đại diện Master cho cái DK mentions the nó chỉ two chỉ ra cho người parallel mang nước. lines of Và force JCDK in Aquarius. đã đề cập đến hai cái dòng mãnh lực
trong Bảo Bình. Aquarius is the 11th Bảo sign Bình of the là dấu hiệu thứ zodiac. 11 của cung hoàng đạo. Và ở đây nữa. These are some of the synonyms and Và đây là qualities một of số những cái Aquarius. từ đồng nghĩa và những cái phẩm tính của Bảo Bình. Ở đây là phụng sự, là người phụng sự được ẩn giấu, người phụng sự thế giới, thánh hóa đến với cái biểu hiện thiêng liêng của việc phụng sự, xung động nhóm, mối quan tâm của nhóm, tâm thức nhóm, nhận thức nhóm, sự sống nhóm, bản chất hạ trí, con người trí tuệ trực giác, tâm thức trực Here giác. we see the exoteric and Bây esoteric giờ chúng ta sẽ words of xem xét những cái Aquarius. từ về nội môn, ngoại môn về Aquarius. Tức là cái chủ âm á, về ngoại môn là hãy để cái ca cảm, hãy để cái tham dục trong hình tướng là ca trị, These are the polar opposites, Leo và and Aquarius. còn cái nội môn là tôi là nước của sự sống mang đến cho người khác. Còn đây là những cái cặp đối cực của sư tử và Bảo Bình. Ở đây chúng ta sẽ thấy sư tử là tập trung vào bản thân, Bảo Bình là phi tập trung, phụng sự về bản thân, còn Bảo Bình là Here we find some nhanh of the quá. keynotes Ở đây chúng ta sẽ thấy một regarding số Leo cái chủ and âm liên quan đến sư tử và Bảo Bình. Sư tử là từ việc phụng sự của phàm ngã đến việc phụng sự của nhân loại, Bảo Bình từ cái việc hoạt động ích kỷ và hời hợt Aquarius and đến its relation to cái some sâu of the sắc, seven rays is shown here. và Bảo Bình trong cái mối liên hệ với một số cái cung trong bảy cung được cho thấy ở đây. Tức là ở đây chúng ta thấy là chủ tinh ngoại môn là Thiên Vương tinh cung 7, chủ tinh nội môn là Mộc tinh cung 2, chủ tinh huyền giai là Mặt Trăng cung 4, che giấu Vulcan ở cõi Hồng Trần, Hải Vương tinh ở cõi cảm dục và Thiên Vương tinh ở cõi trí. Và mỗi trong những cái bảy cung này thì nó được truyền dẫn đến cái thái dương hệ của chúng ta thông qua trung gian của ba chòm sao và ba cái chủ tinh của chúng. Now we examine Aquarius in astrology. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét Bảo Bình trong chiêm tinh. The Sun enters Aquarius Mặt in trời tiến vào Bảo 2117. Bình, tức là mặt trời tiến vào vào Bảo Bình năm 2117. Và cái việc về tiến ra, tức là việc đi ra khỏi Bảo Bình, khỏi cái dấu hiệu song ngư để tiến vào cái dấu Aquarius is hiệu characterized by the element of air. It is Bảo an Bình được air đặc trưng sign bởi along with cái nguyên Gemini and tố khí, Libra. và nó là cái dấu hiệu hành khí cùng với song tử và thiên bình. Và cái ở cái phẩm Here we see the planetary rulers of ở đây chúng ta thấy Aquarius. các chủ tinh của Bảo Bình. Chủ tinh huyền giai là Mặt Trăng, che giấu Vulcan, Hồng Trần, Hải Vương tinh cảm dục và Thiên Vương The tinh three ở tại decanates trí, of Aquarius và are ba cái thập Saturn, độ của Mercury, and Venus. ba thập độ của Bảo Bình là tức là chủ tinh của ba thập độ của Bảo Bình là This thổ denotes the tinh, thủy tinh relationship và of kim tinh. Aquarius to certain constellations Và and điều này stars. cho thấy cái mối quan hệ của Bảo Bình với một số những cái chòm chòm sao và ngôi sao. Bốn cái dấu hiệu là Bạch Dương, Sư Tử, Hổ Cáp và Bảo Bình thì liên quan đến những cái ngôi sao mà nó không được liệt kê trong cái 12 dấu hiệu hoàng đạo, và nó cấu thành một cái trường khác của cái mối quan hệ là Bảo Bình đến với Acheon, Aquarius với Acheon là một trong 7 cái ngôi sao của chồng thất tinh Pleiades tỷ muội á. Và Aquarius is ồ, on the nhanh quá thầy. fixed cross. Và Bảo Bình thì là ở trên cái thập giá cố định. The four arms of the fixed cross Bốn are cái Taurus, cánh của cái thập giá cố Leo, định là Scorpio, Kim Ngưu, and Sư Tử, Hổ Aquarius. Cáp và Bảo Bình. Và nó được gọi là thập giá cố định bởi vì con người được kéo trên cái thập giá đó bởi cái sự lựa chọn được định hướng và cái ý định không lay chuyển của linh hồn của y, và từ cái quyết định đó
từ và từ đó từ cái quyết định đó là không có cái quay đầu trở lại. Nhưng mà cuối cùng thì sẽ đến cái thời gian khi mà bản chất của cái thập giá cố định sẽ bắt đầu mà khởi sắc lên cái tâm thức Here của we con see người. the relationship Và between bây giờ chúng ta Aquarius, nhìn other thấy constellations, and the Christ avatar. cái gì ta? Ở đây chúng ta nhìn thấy cái mối quan hệ giữa Bảo Bình và những cái chòm sao khác và đấng hóa thân Christ. Và trong cái dấu hiệu chữ nữ, chính trong cái dấu hiệu chữ nữ mà mặt trăng trong cái tính cổ xưa của This nó và illustrates the cái gì ta? relationship Trời ơi, between nhanh quá. Aquarius, the circulatory system, the various kingdoms, the Cái crosses, hình and này nó mô tả initiation. cái mối quan hệ giữa Bảo Bình, cái hệ tuần hoàn và nhiều cái giới khác như là và các cái thập giá ở các cái cuộc và những cuộc điểm đạo. Cái Bảo Bình như chúng ta được biết thì nó chi phối cái hệ 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 tuần hoàn, máu và hệ tuần hoàn, và bằng cái phương tiện của máu thì mãnh lực của sự sống được phân phối khắp toàn bộ cơ thể, và do đó biểu At the tượng của cái beginning nhiệm of the vụ. Piscean Age, Jesus told his disciples to follow a man Vào carrying a thời điểm pitcher bắt of đầu của water thời đại to the Song upper Ngưu thì Đức room Giê-xu đã for the nói với những Last người đệ tử Supper. là đi The theo cái water người mà carrier mang cái bình giữ nước symbolized the đến cái Aquarian phòng Age. viên lên trên của cái buổi bữa ăn cuối cuối cùng, và cái người mang nước là biểu tượng cho thời đại Bảo Bình. Cái sự thật là Đức Christ là vị We are skipping ahead to the third and fourth keywords in the title, chúng Coming ta lướt qua Avatar. để đến cái chủ âm, The tức là cái Tibetan từ khóa thứ tells ba và thứ us tư that the của chủ đề đó là đấng doctrine hóa thân sắp tới. Chân sư DK nói với chúng ta là of cái avatars and the lý thuyết doctrine of the về đấng hóa continuity thân of divine revelation và cái lý thuyết comprise về cái sự essential tiếp tục aspects of của cái humanity's thiên khải thiêng liêng ongoing cấu tạo spiritual thành heritage. những cái khía cạnh cơ bản của cái di Master sản tinh DK thần của reveals nhân that loại the đang diễn subject ra, of và chân sư avatars is DK one of the tiết lộ most rằng cái chủ occult đề về and các đấng hóa secret thân là of the một trong mysteries những cái that only a chủ đề, những cái bí pledged nhiệm initiate bí can mật truly và mang cái tính hiền comprehend the linh nhất, matter. và nó chỉ có thể là những cái vị lãnh Avatar is đạo a Sanskrit word, đạo đồ đã which thời kỳ means thì mới coming có down thể thực from sự hiểu afar. được cái vấn đề. Its root Và đấng also hóa denotes thân the là một cái idea từ of Sanskrit, protection from từ tiếng từ above. Phạn, mà nó có nghĩa là giáng xuống từ ở bên từ từ nơi chốn xa xôi, và cái nguồn gốc của nó thì là một cái Liberated ý tưởng souls được who phóng have chiếu từ trên developed cao. and later Và các đấng hóa thân transcended là their những cái own linh hồn đã được nature. giải phóng và những người đã phát triển và sau đó là đã siêu việt They cái are bản chất của capable of chính họ, expressing some và các cosmic ngài có cái principle khả năng để or mà biểu divine đạt những cái nguyên quality khí vũ that trụ will hay produce là a cái desired phẩm tính effect thiêng liêng, và nó upon sẽ tạo humanity. ra một cái tác động được đáng mong muốn Avatars are lên nhân also loại. known as Và các đấng hóa great thân cũng được biết như là enlighteners, planetary những cái đấng saviors, khai sáng, and những cái đấng cứu spiritual thế, regents. những cái đấng cứu tinh cho hành tinh, và có rất là nhiều những cái There are cấp độ khác many nhau different và những cái degrees and dạng đấng hóa kinds thân, of và các avatars. cái tên như là As các their tên của name các ngài, là implies, có những cái đấng hóa cosmic thân vũ trụ avatars come những from such cosmic đến từ những cái sources nguồn as như là Ursa Đại Major, Hùng the Tinh. Great Bear, Và rồi cũng có những cái đấng hóa thân and đến from từ Sirius and Canis Major, the Sirius Great hay Dog. là Tha Sao Thiên Lang. We're told that an Và avatar from chúng ta được biết Sirius rằng appeared đấng at hóa the thân từ Sirius initiation of đã xuất our hiện solar vào cái logos, cuộc điểm đạo the của god of Thái our Dương Thượng solar Đế của chúng system. ta, tức là vị The Thượng Đế effect của of Thánh his Hệ của chúng visit ta, is và tác động hay là cái described cuộc viếng as thăm của the Ngài đã sum được mô total tả of như là tổng civilization and cộng của culture, cái nền văn minh và văn viewing these hóa, from the và standpoint nhìn of những cái the điều này từ cái entire góc độ solar của toàn bộ system Thái Dương Hệ and in one flash of và time. trong một cái chớp nhoáng của thời gian. We also find Và chúng solar ta avatars, cũng tìm such thấy as the các cái đấng hóa extra-systemic thân avatars Thái Dương như concerned là with the những các cái administration of đấng hóa karma thân in our solar vượt system. ngoài Thái Dương Hệ. Interplanetary avatars Và are concerned with such tasks
as a Và nó transfer liên of quan đến soul cái việc, tức groups là các cái from đấng one planetary thánh thần và scheme được to ban thánh nhận liên quan another. đến việc quản lý cái nghiệp quả của cái và cái thánh An thể của chúng ta, example rồi các cái đấng hóa of thân mà liên hành từng liên planetary quan đến những cái avatars nhiệm would vụ be như the là chuyển manifestation dịch những on cái nhóm linh etheric hồn từ levels cái hệ hành tinh of the này sang cái hệ hành planetary tinh khác, logos và một or ví dụ God của cái for a đấng hóa thân hành specific tinh có length thể of được biểu time. hiện trên các cấp độ diễn This hóa occurred on của our hành planet in tinh the thượng đế Lemurian hay era là cái vị thượng with the đế trong physical một cái khoảng thời gian incarnation dài, of và điều này đã xuất hiện Sanat trong cái hành tinh chúng ta trong cái thời đại Lemuria với cái sự Kumara. There lâm are phàm của also bảo hành human trần của Đức avatars such as Sanat Vishnu's Kumara, human và cũng có incarnation. những cái vị hóa thân con người như là đấng cái sự lâm phàm con người của đấng Vishnu, Those avatars, và cũng particularly có những cái đấng associated và with our đấng planet hóa thân history, mà could đặc be biệt và liên classified hệ as với lịch sử follows. hành tinh của chúng ta, có thể được Racial phân loại như sau: avatars, những such as cái đấng hóa thân Abraham của Lincoln. chủng tộc như là Abraham And Lincoln, there are also teaching và cũng avatars có những like cái đấng hóa Plato. thân giảng dạy An như là example of a ray Plato, và avatar would một be the cái ví dụ seventh về ray đấng hóa thân của avatar cung who là will đấng hóa appear cung đấng hóa this thân của cung 7, 21st century. người sẽ xuất hiện We trong cái also thế kỷ find 21 này, transmitting và chúng ta cũng avatars thấy những cái đấng hóa such as the thân Buddha truyền and the truyền Christ tải như là Đức who Phật và transmit Đức a Christ, particular vốn là các divine ngài truyền tải quality. một cái phẩm tính thiêng liêng nào There are đó also cụ divine thể, embodiments, rồi cũng có những like the cái avatar of hiện thân thiêng liêng synthesis. giống như là These đấng hóa thân avatars tổng hợp. rarely Và những cái appear, đấng hóa and thân when they này khi do, xuất hiện they và khi never các ngài xuất descend hiện á, lower than the thì các mental ngài không plane. bao giờ giáng xuống Later, we thấp will hơn cõi focus trí cả, more tức là chỉ intently giáng tới cõi trí mà upon the thôi, và sau transmitting đó chúng ta sẽ tập avatars trung and the divine embodiments. với ý định nhiều hơn vào các cái Krishna, đấng hóa the thân được eighth chuyển tiếp avatar truyền or tải, và những cái incarnation of đấng hiện Vishnu, thân thiêng liêng như tells là us in the Krishna, Bhagavad đấng hóa Gita, thân thứ 8, whenever cái đấng hóa there's thân a thứ 8 của withering of the Vishnu, law kể and cho an chúng ta uprising trong of lawlessness Bhagavad on Gita, tức all là trí tuệ sides, ca, bất then cứ khi I nào manifest mà myself. có For the cái sự salvation of the suy righteous giảm and của the cái luật pháp, destruction of và such as do evil, tức là for the những cái firm sự establishing of the những cái law, luật I lệ mà come to nó birth, nhiễu nhương á, thì ta age sẽ biểu hiện after age. chính mình cho cái sự cứu rỗi của The cái công Tibetan chính và hãnh confirms diện của this những cái fact điều in xấu his xa, book, The để mà Reappearance thiết of the lập Christ. lại luật lệ. Always down the Và tôi centuries, đến đến at the hour of man's ngày greatest need and ta response ta to đến his từ ngày voice sự phán của chư demand, a CDK divine cũng son nhấn of mạnh God has come xác định cái forth, sự thật này trong and cuốn sách under sự tế lâm many của Đức Christ của different ngài, names, là luôn luôn always the vào Savior, the Avatar, the những cái world thế kỷ á, teacher, tức issued là vào những forth thời from the khắc mà secret những con place người of the Most cần đến High nhất và đáp and ứng brought to với man fresh cái xin revelation, gọi của con người, fresh thì hope, and fresh một cái vị thiên incentive tử, tức là một towards vị con fuller thiêng liêng của thượng spiritual đế, vị thiên living. tử sẽ tiến tới, sẽ xuất The hiện Tibetan và stresses that the dưới rất là nhiều doctrine những of cái quan khác nhau, avatars và luôn is luôn là một cái vị paralleled cứu by the thế, một cái doctrine đấng of the hóa thân, một continuity cái of vị huấn sư divine của thế giới revelation. He đã tiến says tới the từ cái nơi whole chốn system bí of mật spiritual của cao thâm revelation xa, is và based đã on the đi doctrine of vào interdependence, đã mang đến những of a cái thiên conscious thải linking and cho con người, transmission of những cái energy hy vọng mới from mẻ và one những cái động aspect cơ, of những cái divine khuyến khích mới mẻ manifestation hướng đến to cái đời another. sống tinh thần trọn vẹn hơn. Và chư DK CDK cũng tells nhấn us that mạnh one of the major tasks of cái lý an thuyết về các đấng hóa thân xa, nó avatar is the song song establishing cùng of với a cái sự nucleus tiếp of tục những persistent, cái thiên thải thiêng liêng spiritually và toàn positive bộ cái energy. hệ thống của cái sự thiên thải Avatars thiêng liêng là được anchor a dựa trên dynamic truth, những a cái potent giáo thought lý form, mà nó or a liên hệ lẫn vortex nhau of về attractive cái sự kết nối energy hữu thức in the và cái sự three truyền worlds of tải human năng lượng living. từ một cái khía cạnh The thiêng liêng biểu established hiện lên một thought cái khía cạnh form thiêng khác, và chư acts as a CDK nói chúng ta là một transmitter of trong những cái nhiệm vụ divine chính của energy một đấng hóa as thân, it đó là thiết expresses the lập một cái divine hạt nhân idea. của cái năng lượng tinh And thần tích this in cực, time kiên produces a trì, và cái đấng hóa civilization thân with thì its sẽ neo accompanying giữ một culture, cái sự thật năng religion, động, một cái chân lý năng government, động and và một educational cái hành tư processes. tưởng mạnh mẽ, The hay là Tibetan says that một cái năng all that lượng we thu know hút of human history is dạng hình only sóng the ốc record of trong tam humanity's giới của cyclic cái con người, reaction sự sống con to người, some và cái inflowing hình tư energy, tưởng đã được thiết to lập, some nó hoạt động như inspired là leader, to một cái some nơi truyền tải avatar. cái năng lượng thiêng liêng như là nó được biểu Certain hiện avatars present to và khi mà nó biểu hiện humanity thành một cái ý attributes of tưởng the thiêng fifth liêng. kingdom.
Và The ở cái kingdom of và điều này trong souls. thời gian sẽ tạo ra một cái nền These văn minh presented với những cái attributes văn are hóa initially tôn only giáo, cái somewhat sự comprehended by chính advanced trị, chính disciples. quyền và những It cái can quá take trình giáo dục của thousands of nó. years for these Và như tất cả chúng ta attributes to biết be trong lịch fully sử nhân loại recognized chỉ là những by cái the ghi nhận của majority of những cái phản humanity. ứng theo chu kỳ của con người với những cái dòng tiến nhập Many năng of the lượng recent và với avatars have những cái been vị lãnh đạo representative truyền of the cảm hứng second và ray với những and cái have đấng hóa therefore thân nào presented đó và một attributes số cái đấng hóa thân nhất định đã qualified by the trình second divine trình diễn aspect, trình bày cho nhân loại những cái thuộc love, tính của wisdom. những thuộc tính của The giới thứ Buddha năm sought hay là to anchor the presented giới attribute of linh hồn wisdom in the và consciousness Đức of Phật đã humanity. tìm cách neo And giữ after two and a half cái thuộc tính millennia, được hiện diện very minh triết few human trong tâm thức của beings nhân can loại even và begin sau to sau comprehend the quality of hai thập divine kỷ rưỡi wisdom. thì rất ít con người có Some thể ở cái bước 500 đầu years hiểu after được cái the phẩm Buddha, tính the của Christ minh triết presented thiêng to liêng humanity the và trong attribute of suốt 500 love. năm sau And thời Đức Phật thì even Đức Christ today, đã đại only diện a đã very small trình portion of diễn cho con người nhân humanity loại cái has thuộc tính begun về to bác ái grasp the và thậm true chí ngày meaning nay chỉ có of một phần rất divine là love. nhỏ của nhân loại mới bắt đầu nắm bắt được cái ý nghĩa thực sự của Like cái many tình yêu thương avatars bác ái thiêng before liêng them, và the giống như rất Buddha là and the nhiều những cái Christ vị đấng came hóa thân forth on the trước các second ngài ray line thì of Đức Phật và world Đức teacher Christ đã tiến and tới trên cái established dòng new tiến của world hai religions. của những In cái vị fact, tiên all the sư thế religions giới of the và đã thiết past lập have been những cái founded tôn by a giáo great mới, tôn soul, giáo thế giới by an mới và thực tế là avatar. tất cả các tôn Draw giáo trong quá Cool khứ informs us đã that được hình again and thành bởi again, một these một nguồn divine vĩ đại, messengers have bởi come một cái and đấng hóa left thân behind a đã changed world and some new religion. đã truyền thông tin cho chúng ta Each of một these lần nữa và world lần nữa teachers và những revealed cái the vị next aspect sư of giả the thiêng liêng ancient này wisdom đã đến that và humanity đã was để lại ready to đằng sau receive. một cái thế giới đã được chuyển Sophia, the đổi và goddess một of cái wisdom, tôn giáo mới mẻ symbolizes the và mỗi ageless một cái vị hồi sư wisdom, thế a giới group of thì central tiết lộ một doctrines cái khía forming the cạnh core kế of tiếp all the của cái great minh world triết faith. cổ xưa rằng nhân Jeffrey loại mà nhân Hodgson loại phải says this đã chuẩn wisdom bị để tiếp nhận. religion is the oldest of Sophia là all cái vị nữ thần religions. của minh triết, biểu tượng cho minh triết ngàn Helena đời, Blavatsky wrote that là một underlying và một cái every nhóm ancient của những popular cái giáo religion lý was trung the tâm same đã hình ancient thành như là wisdom cốt lõi doctrine, trong tất cả one các and cái niềm tin, identical, các cái tôn giáo của thế giới professed vĩ and đại. practiced by the Và initiates Jeffrey of Hodgson đã every nói rằng cái country, minh who tôn giáo minh alone triết á, were aware of thì its cổ xưa existence and này thì là cổ xưa như importance. là mọi cái tôn This giáo. wisdom Và religion Helena is Blavatsky đã viết synonymous with the mysteries of đã viết initiation, cái là nền which the tảng cho coming tất world cả teacher cái will về restore. về viết về cái nền tảng của tất cả As những cái tôn noted, giáo phổ the biến world trong cái religions are the cuốn result of the appearance of a là world tức là nền tảng của tôn teacher, giáo phổ the biến đã là descent tương of an tự trong avatar. những cái giáo Such lý events minh are triết cổ also xưa, known as nó là divine một và nó giống approaches nhau of và God moving closer to bởi những humanity. cái nó đã được thực In hành bởi những cái fact, điểm đạo đồ ở the trên mọi xứ latest sở, mọi quốc incarnations of gia both the và mọi Buddha and the những các Christ ngài are chỉ riêng các ngài described không as đã nhận two thức về cái lesser sự hiện hữu của approaches nó và tầm quan trọng of của nó divinity và to cái tôn giáo minh triết humanity. này nó đồng nghĩa The với Tibetan những cái biến nghiệm của discusses điển three đạo great or mà major đấng approaches đấng of huấn the sư thế divine giới to the sắp human tới level of sẽ khôi phục expression. lại và On the những cái tôn continent giáo of thế giới như là kết Lemuria, quả của some sự xuất 18 hiện của million vị huấn sư years của thế giới ago, được the giáng first xuống great approach sự giáng xuống occurred. của một đấng hóa thân thì những sự kiện At này cũng that sẽ được biết time, đến như the là những tiếp planetary cận thiêng logos, liêng của our thượng đế planetary tiến gần hơn God, với nhân loại và thực incarnated on sự the là etheric levels of cái the tái, physical những cái tái plane. sinh gần đây nhất của cả Đức Phật và Đức Christ đã The được mô descent of tả this great như là avatar hai cái cách tiếp produced cận such a profound của stimulation of đến của thiêng liêng manas, đến với nhân loại our và mental chư energy, CVK cũng that a đã bàn fusion luận of về a higher kingdom ba with a cái cách tiếp lower cận vĩ one đại của thiêng liêng resulted. đến với cấp độ The và vĩ kingdom diệu of của nhân loại souls, the fifth kingdom, merged with trong the cái animal lục địa kingdom, Lemuria cách the đây hơn third 8 triệu kingdom. năm. And Đó as là a result of cái this cuộc tiếp cận divinely đại tiếp cận lần thứ intentioned nhất đã diễn fusion, ra và the rồi human đến cái thời gian kingdom, mà hành the tinh thượng fourth đế kingdom in nature, đã lâm phàm came into trên các cấp being. độ vị thái của cõi hồng It trần was và during sự the giáng time xuống of của vị hóa thân Atlantis, này đã some tạo ra 12 một million cái years thức thức ago, cõi trí tuệ that the sâu second sắc great trên đó là approach năng lượng trí occurred. tuệ và During the Atlantean nó era, đã the có một cái sự spiritual hợp nhất của hierarchy cái of our giới cao planet hơn với moved cái giới thấp closer hơn là cái to kết quả humanity. và At giới that linh hồn vương time, quốc linh hồn vương the quốc thứ năm đã hierarchy hợp nhất opened the với doors of giới động vật initiation giới thứ for ba those và kết members of quả the là human family cái who sự had hợp nhất demonstrated the được nhận necessary định và thiêng discipline liêng and này là giới sacrifice. nhân loại
Giới thứ tư These trong two bản chất greater đã đi approaches, vào hiện plus hữu the và two đó lesser là điều đó đã xuất approaches hiện of trong those thời kỳ great đầy viễn avatars, của the Atlantis Buddha và and the cách đây khoảng Christ, 12 triệu during the năm. past Đó là 2,500 cái cuộc tiếp years, cận thứ hai, vĩ đại thứ hai. are said to Và have trong prepared the suốt way từ for a kỷ third thời great đại approach, Atlantis thì thánh đoàn a tinh thần major của hành tinh new chúng ta revelation đã of tiến gần hơn với nhân divinity. loại, và vào thời điểm Master đó thánh đoàn đã DK mở ra những cánh indicates cửa that của this biển new đạo cho những cái revelation thành viên will của gia đình result nhân in loại, những humanity's người mà đã thể hiện realization cái of sự a new kỷ luật heaven và cái sự hy and a sinh cần new thiết, earth. và hai cái cuộc All tiếp over our cận planet, vĩ đại distressed cộng với individuals and những cái cuộc groups are crying lớn hoặc out những for cuộc tiếp cận divine nhỏ hơn intervention của những cái to đấng hóa relieve thân the vĩ đại suffering như in là Đức their Phật và Đức lives. Christ trong suốt 2.000 năm qua The nói về more cái việc mà enlightened people in dọn all đường lands cho sense đã that dọn the đường cho cái cuộc avatar is đại tiếp on cận its thứ way. ba, They và intuit một that the cái appearance of the thiên coming thải one mới mẻ và is thiêng liêng imminent. chính mà chư sư Đi Cây biểu thị là The một thiên thải Tibetan mới sẽ là assures kết us quả that trong cái nhận today nhận there thức are của nhân great loại spiritual về entities một cái hovering thiên within đàng our mới và một trái đất planetary mới, aura, và tất cả từng awaiting hành the tinh của chúng ta, opportunity những to cái cá nhân và những participate cái người actively mà in the work of đang kêu world khóc cho readjustment cái and buồn redemption. bã và kêu khóc cho cái sự can Master thiệp thiêng liêng DK để mà tells giải us that the phóng tất những cái coming khổ one đau trên cái is hành tinh known của by chúng ta, various names và in the ngày càng different nhiều những cái religions of the người được khai world. sáng trên mọi xứ He is sở cảm nhận frequently được rằng symbolized cái đấng hóa as the thân đang ở rider trên đường của on the Ngài, white horse. và họ đã cảm nhận được cái As sự we have xuất already hiện của seen, đấng this đang tới là đang tiến doctrine rất of là avatars is gần, found in và chư sư all the DK major bảo world đảm với chúng ta religions. rằng ngày nay It is like a những cái đấng golden thực thể thread tinh thần running vĩ through đại all of the đang world lượn faced lờ in ở trên scripture. trong cái hào quang hành tinh của The chúng ta và chờ Hindus đợi cái cơ hội anticipate để mà the tham dự một appearance cách of tích the cực vào trong công Kalki việc của avatar, việc mà the tái tenth định hướng lại và incarnation tái of cứu chuộc và Vishnu. cứu chuộc của thế giới. Và chư sư Đi Cây Buddhists nói awake to với the chúng ta là scent of the đấng sắp Maitreya tới Buddha được biết bởi rất from the nhiều tiếng Tushita trên những cái heaven. tôn giáo khác nhau trên thế giới, và Taoists Ngài thường believe xuyên được biểu that tượng Lao như là một Tzu cái người returned to this cưỡi vị kỵ world sĩ cưỡi to trên con ngựa trắng, reestablish the và như chúng ta được law biết and là instruct cái giáo lý về humanity. các đấng hóa thân được thấy trong mọi cái tôn giáo Zoroastrians looked for the lớn, và appearance đó of the là cái third sợi chỉ soi vàng shan kim of đã chạy Savior, xuyên xuyên who will suốt be thông qua born các of a mọi niên tinh và virgin mọi bản kinh impregnated văn. by Và Zarathustra's seed. những người Ấn Độ giáo He thì is dự đoán cái called sự xuất hiện của vị hóa thân Atspot Kanki, Iratha and hóa will thân thứ come 10 của riding on a Vishnu, white và những horse người Phật and tử thì chờ destroy đợi cái sự evil. giáng lâm của The Đức Jews Phật Di continue Lặc to từ anticipate the cõi trời đấng appearance xuất, of the Messiah, và who will cõi enter sự Jerusalem Tushita là cõi trời đấng xuất, riding a và những white cái người donkey. đạo Christians sĩ feel thì tin that the tưởng rằng second coming of Christ Đức is Lão Tử imminent. sẽ quay trở In the lại book trên of thế giới này để Revelation, tái thiết he lập is các cái luật described lệ và hướng as dẫn nhân loại, descending from và những heaven cái người Phật riding a giáo ở white horse. Zoroastrian thì là tìm kiếm cái sự xuất Muslims hiện của await the vị appearance of the Imam Tusa Mahdi, thứ ba, who will hay là cái vị punish the cứu wicked thế, cái and người mà sẽ được establish a sinh ra period of từ justice and một peace before the last sinh ra từ một judgment. cái vị trinh nữ mà The universally anticipated được gieo third bởi cái great hạt giống của approach clearly Zarathustra, demonstrates the và Ngài được truly gọi là interdependent Aspasirata, và nature of sẽ the đến cưỡi trên một invocation, con ngựa trắng và sẽ hủy diệt transmission, những cái điều xấu and xa. Còn những reception cái người Do of Thái thì tiếp divine tục dự đoán revelation. về sự xuất hiện của We đấng are told Messiah, that there cái will người be mà a sẽ tiến greater vào avatar, Jerusalem a và lesser avatar, cưỡi trên and một cái key con ngựa roles trắng, played by và Shambhala, những cái đức the những cái planetary tín head đồ center, Thiên Chúa giáo thì where cảm will nhận and về purpose reside, the sự tái hierarchy, lâm, the sự tiến planetary đến đấng heart thứ hai của Đức center, Christ đang đến where gần, love và wisdom trong is cái cuốn focused, sách Khải and Huyền thì Ngài được humanity, mô tả như là the được giáng xuống planetary từ cõi throat thiên center, đàng và which cưỡi cái con ngựa trắng. expresses active Còn intelligence. còn các cái người The Hồi giáo thì chờ đợi sự xuất greater hiện của avatar, Imam known as the Mahdi, cái avatar of Imam Mahdi, synthesis, người mà is sẽ coming to the trừng phạt những cái hierarchy. kẻ xấu He xa can descend và sẽ no thiết lập lower một cái than giai the đoạn mental của plane. công bình và công The lý và role of hòa the bình lesser trước cái ngày avatar, phán xét cuối known as cùng, the avatar và of coordination, will be cái tiếp fulfilled cận by the cấp độ thứ coming ba world được dự teacher, đoán phổ who quát is trên toàn known in the cầu, West as the Christ, thì là rõ ràng đã thể acting as hiện the một greater cái bản chất avatar's representative. He liên will thuộc thực appear to sự của cái sự humanity on thánh the nguyện physical plane. và This tiếp is nhận often cái thiên referred khải thiêng to liêng, as và chúng the ta được biết rằng reappearance sẽ of the có một cái đấng Christ. hóa thân vĩ đại.
và rồi sẽ có một cái đến hóa thân anticipated thấp coming hơn, one will be overshadowed by the và những cái greater vai trò avatar. quan trọng This sẽ coming world được savior được đóng will be the được được gánh founder vác of the bởi đấng new world Savala, religion. trung tâm đầu của hành This tinh, coming nơi one mà will ý therefore chí và mục đích demonstrate ngự the trị second ray và thánh energy đoàn, of love trung tâm wisdom, tim của hành the tinh, ray nơi of the mà bác world ái và linh triết teacher được tập trung and the vào, higher và nhân loại archetypal như là luân department xa of the cổ họng của hành tinh bodhisattva vốn and sẽ biểu hiện religion. cái tinh thần The thông Tibetan tuệ linh hoạt, indicates that và an đấng essential hóa thân vĩ đại aspect được of the biết như là third đấng great hóa thân tổng approach hợp occurred đang in tiến đến May thánh of đoàn, và ngài không có 1936 thể when the giáng xuống hierarchy thấp approached hơn nearer to với vai và humanity vai and trò của cái đấng established hóa thân closer thấp hơn á, contact thì được biết như là đấng hóa thân than had been điều phối possible sẽ since được hoàn the thành bởi Atlantean một vị era huấn sư when thế they giới đang đến withdrew to mà người let được biết infant ở phương humanity Tây như là Đức find its Christ và hoạt own động way. như là một đại diện cho đấng hóa thân vĩ đại, Dracul says và that ngài sẽ this xuất hiện với recent nhân loại approach trên cõi by hồng trần, và hierarchy điều này thường referred được nhắc to đến as the như là sự tái lâm của Đức externalization Christ, of the và hierarchy sự xuất hiện, sự is tái lâm allowing của Đức Christ được dự humanity đoán một cách to háo hức envision a new world sẽ phủ bóng religion, a bởi universal một faith sẽ được phủ which bóng will bởi be một cái built đấng hóa upon thân the vĩ đại ancient hơn, fundamental và truths of đấng thức earlier tinh của thế giới religion, đang xuất hiện, but đang will tới, also make sẽ được clear the dawning beauty of sẽ the là cái người coming sáng lập vital cái tôn giáo revelation. thế giới mới, We're và đấng told that sắp an đến evocative sẽ ra đó, alignment sẽ thể beginning hiện with năng lượng của bác ái Shambhala, minh triết ở cung focusing the hai, cái planetary cung của vị logos, huấn sư thế giới, continuing through và hierarchy, cái ngành của thánh focusing the đoàn là ngành Christ, của and Đức Bồ culminating Tát, in và humanity, chư sư focused DK through đã the viết lại new rằng group of cái khía world cạnh cơ servers, bản của cuộc đời will tích cực lần release thứ an ba này đã xuất evocative hiện vào tháng 5 extraplanetary của sound năm that will bring 1936, khi forth mà thánh the đoàn đã tiếp cận cosmic gần hơn với nhân loại avatar of và đã synthesis. thiết lập một cái tiếp In xúc gần gũi turn, hơn, the và descending từ divine đó đã có thể xuất inspiration, hiện which is từ cái described as the thời note đại of the Atlantis, cosmic khi avatar, mà các which ngài is đã sống heard đó ahead và of để him, cho nhân loại will còn have sơ the sinh đó evocative tìm effect cái of cách thức tự creating tự a mình tìm group cái con đường của mình. inspiration. Mà chư sư DK đã This nói will rằng result in the cái appearance cuộc of the tiếp greater cận avatar, gần nhất the gần avatar of đây của thánh synthesis, đoàn được the miêu tả lesser như là avatar, the world sự ngoại teacher, hiện của thánh and a đoàn group avatar composed of responsive đang cho phép nhân disciples loại and hình world dung một cái thế servers giới, một cái tôn giáo thế giới functioning mới, một throughout cái the niềm tin world. phổ quát mà nó sẽ được kiến tạo As we dựa become trên những cái increasingly chân lý conditioned cơ by the bản cổ qualities of xưa Aquarius, của các cái with tôn its giáo trước emphasis đây, upon nhưng mà human unity and group work, cũng sẽ làm this rõ ra idea of a cái vẻ group đẹp avatar, a đang group world tới của savior, một will cái become thiên ever thải more sống động familiar. đang tới, We và might chúng ta được choose bảo to rằng think of một cái the sự chỉnh new hợp group of thỉnh world nguyện đang servers as đầu also với sự tập fulfilling the trung của vital Shambhala role of the new group of world trong saviors. hành tinh Thượng Đế, tiếp tục thông The qua thánh đoàn sẽ Tibetan được tập trung vào Đức Christ constantly và sẽ stresses the cao điểm ở trong importance nhân of loại được tập humanity's trung vào loài người role mới phụng sự thế in gian, invoking mà this vốn sẽ giải third phóng divine approach of the avatar. cái âm thanh This is done in thỉnh two nguyện đáp ways. ứng, và First, sẽ mang there is tới the inchoate, và nó voiceless sẽ appeal mang tới or cái invocative đấng cry hóa of the thân tổng hợp ở cấp độ masses. vũ trụ, There is và đến lượt also nó the thì planned, cái cảm hứng intelligent thiêng liêng giáng invocation xuống of vốn the sẽ được vốn được mô spiritually tả như là oriented cái chủ aspirants, âm của disciples, cái and nốt nhạc initiates của who đấng hóa thân vũ compose trụ the new sẽ được group nghe of world thấy ở phía trước servers. ngài, và Master DK sẽ có tells cái us hiệu that ứng the theme đáp of the ứng coming world của cái việc tạo religion ra một cái will cảm be hứng that của of the nhóm, greater và điều này approaches sẽ dẫn of đến cái sự avatars xuất hiện của một descending to đấng hóa thân answer vĩ đại, humanity's đấng hóa cry thân for tổng hợp, divine và đấng guidance hóa and thân thấp hơn, intervention vị huấn sư thế into giới, world và affairs. một đấng hóa thân nhóm được cấu Dracul thành also bởi các informs cái us đệ that the tử method or technique và of những the cái new người phụng world sự thế giới religion hồi will đáp be the science of có thể hồi đáp invocation được and và hoạt động trên evocation. khắp thế giới. He Và khi chúng ta đang describes it ngày as the càng trở nên intelligent bị chi organization phối of bởi những cái ẩn spiritual tính của bảo energy bình, và với and cái of sự the nhấn mạnh của forces of nó dựa trên sự love hợp nhất của nhân effectively loại used và công việc to nhóm, công evoke việc của tập thể, response thì ý tưởng from về đấng hóa spiritual thân beings của such nhóm, as the đấng annual cứu tinh, invocation of the vị cứu tinh thế Buddha giới tập at the thể Waisak sẽ ngày càng trở festival nên quen thuộc during hơn, the và chúng ta Taurus có thể lựa full chọn để moon. nghĩ về đoàn người mới phụng sự thế We're gian, told nhưng that cũng the như là optimum hoàn time to thành cái vai practice trò this sống động của invocative đoàn người mới phụng science sự of thế gian. meditation Chư sư is at the time of DK the cũng full liên tục moon nhấn mạnh each về tầm month. quan trọng của vai trò của nhân For it loại is then trong that việc the thỉnh nguyện, negative form-making cuộc tiếp cận material forces
thiêng liêng thứ ba của các moon đấng hóa are thân. most out of Và the điều này được way thực hiện theo hai of cách. the Thứ nhất specific là transformative zodiacal có những energies emanating from cái each lời kêu particular gọi one mà of the không có 12 phát ra thành lời, constellations hoặc là during cái the lời kêu annual khóc cycle. của đám đông, These specific nhưng mà cũng zodiacal có energies cái lời thỉnh directly nguyện impact the phong sun, tuệ mà theo kế hoạch blending with của its những cái người mà positive, hướng về tinh thần, những người chí life-sustaining nguyện, người đệ spiritual tử, những người energy điểm đạo đồ, as it những người mà tạo conditions nên all với the vạn sự thế planetary gian. life Chư within Sư our Nikê nói với solar chúng ta rằng system. chủ âm The của essential cái tôn giáo thế evocative giới mới sẽ techniques of the là full moon những cái cuộc tiếp rituals of the cận new vĩ đại world của các đấng hóa religion thân giáng xuống will allow để us to đáp more ứng, để trả lời, effectively đáp lời cho participate cái lời kêu in khóc của this nhân loại, great cho ongoing cái để spiritual kêu cầu cho cái sự process hướng dẫn of thiêng liêng và invoking sự can thiệp thiêng avatars liêng cho những cái and the vấn đề của divine sự phụ của thế revelation giới. Và chư Sư Nikê that cũng thông tin cho chúng ta rằng cái they phương pháp và bring. cái Now kỹ we thuật examine the second của cái tôn keyword giáo thế in giới the mới title, sẽ là khoa học Christ. của đáp ứng và thỉnh nguyện, cái John người mà đáp Hinnells ứng. notes that Và Ngài cũng mô Jesus tả nó Christ, the như là founder of cái sự Christianity, tổ chức was phong born in tuệ của cái năng Bethlehem lượng tinh thần about và những cái mãnh lực bác 5 ái BCE. sẽ được sử dụng một cách hiệu quả để mà khơi dậy cái đáp ứng từ những The early cái thực thể tinh Christians thần, như believed là Jesus to cái be Christ sự khấn or nguyện hàng năm của Messiah, Đức Phật the vào cái anointed lễ one Vê-sác trong who suốt came to kỳ trăng earth, tròn taught his sông message, Kim Ngưu, khi mà died được on the bảo là cross, cái was thời gian tối resurrected ưu and để mà thực ascended hiện cái khoa học về to thỉnh nguyện là thời gian kỳ trăng tròn vào mỗi The tháng. Perennial Và cũng Dictionary có of World Religions emphasizes cái hình that Jesus cái Christ hình thức combines a mà nó personal tiêu name, cực của cái việc mà Jesus, làm and a cho những title of cái mãnh office, lực Christ, from the Greek Christos, mãnh lực của meaning cái mặt trăng, anointed, like mãnh the lực tiêu Hebrew cực vật word chất của mặt trăng, Messiah. thì John Hutchinson writes that the name Jesus is the Hellenized form of the Hebrew name Joshua or John Yeshua, meaning the Hutchinson đã Lord viết cái saves. tên, viết rằng cái tên Joan Joshua Comey and Roland Brownrigg là cái translate dạng Jesus Hellenized as của cái God is tên Hebrew, tức salvation. là tên Do Thái cổ là Joshua hay là Yeshua, The mà có Tibetan nghĩa là distinguished vị between Chúa the tể, Chúa Christ, rỗi, the và world John teacher, Coney and và head of Roland the Brown spiritual đã dịch chữ hierarchy, Jesus and như his là disciple, the Chúa master Thượng Đế, Jesus. như là sự cứu rỗi. Và chư CDK đã phân biệt giữa Đức Christ, vị huấn sư thế giới, vị đứng đầu của thánh đoàn và người đệ tử của Ngài At the là chân sư Jesus. crucifixion Còn initiation, tại cái cuộc the master Jesus took the tại cuộc fourth điểm đạo initiation, and the Christ đóng took đinh the thập giá, sixth. trên thập giá thì là chư The sư Master Jesus Jesus reached đã the nhận cái cuộc culminating điểm đạo thứ experience tư, of the và Đức lighted Christ nhận way, cuộc điểm đạo thứ whilst sáu, the và Christ chân sư made that final Jesus effort, which đã enabled him chạm tới entirely to cái trải complete nghiệm cao and điểm của cái traverse con đường được the thắp sáng, rainbow trong bridge khi and Đức go to the Christ Father, đã thực thus hiện cái moving nỗ lực cuối forward cùng mà vốn đã giúp onto the Ngài first stage hoàn toàn of the có thể way hoàn of the thành higher và evolution. di chuyển, tức là This inflow cái of cầu cầu Aquarian vồng energy đến is one đến of the với cha, factors do which đó will enable the Christ to đã dịch complete chuyển his tiến xa task as hơn, world tiến savior tới and trên cái world giai đoạn đầu teacher. tiên của cái con It đường will tiến hóa also cao hơn, enable him to tức take là the con thiên đạo, seventh thiên đạo cao hơn, initiation, which lies và cái dòng tiến immediately nhập ahead of him, and bảo for bình, năng which lực he bảo has bình been này là một trong preparing những cái yếu for tố mà close nó sẽ upon 3,000 khuyến khích, nó làm years, giúp đỡ cho Đức so Christ có thể hoàn exalted thành cái nhiệm and vụ của Ngài peculiar như là đấng cứu an thế initiation và là vị huấn it sư của thế is. giới. It is this Và điều influence này cũng also sẽ which has giúp cho enabled the Ngài Master có thể nhận R to cái cuộc assume the điểm đạo thứ mantle bảy of the vốn nó đang Mahachohan ngay ở trước and Ngài. become the Lord of civilization. Và A và nhờ đó là và civilization vì điều này mà Ngài đã which will chuẩn be bị conditioned và by the nó rhythm of the seventh cho ray. cái gì cho 3.000 năm Throughout time, people in various và như cultures vậy have là anticipated a coming savior to bring help and restore righteousness. This expected world teacher và was expected and announced by the religious leaders of the time. cái ảnh hưởng này nó cũng giúp cho chân sư R và nhận cái vị trí là vị Mahachohan
và trở thành cái vị chúa tể của văn minh. The Cho nên văn coming of the minh sẽ được chi Avatar, phối bởi cái những the người của quân advent of a quậy, và coming xong qua thời one, gian thì mọi and in người ở những cái terms nền văn minh of khác nhau today, được the sẽ reappearance dự of the đoán một cái Christ đấng cứu are tinh the đang xuất keynote hiện để of the giúp mang lại prevalent và phục hồi những expectancy. cái công chính. For decades, Và the vị reappearance huấn of the sư Christ, được the mong đợi, Chúa Giêsu thế giới Avatar, được mong has đợi been anticipated by the đã được faithful thông in báo both bởi những cái hemispheres, vị lãnh not đạo only tôn by the giáo của thời Christian đại, faithful, và but by those đấng who hóa look thân sắp forward tới for Maitreya and for the sự Bodhisattva, xuất hiện as của well as đấng those đang who tới. expect Và the trong ngày hôm nay, Imam sự tái lâm của Mahdi. Đức Christ là những cái chủ âm mà đang được chờ đợi. The doctrine of avatars is found in all of the world's scriptures. Lý thuyết giáo lý về các đấng hóa thân được thấy trên tất cả những cái kinh văn của thế giới. Và khi mà con người cảm thấy rằng họ đã cạn kiệt những cái tài nguyên, thì họ thường nhìn tìm kiếm một cái trung gian tinh thần, bởi vì cái đấng trung gian Again, we see kia the nhìn sao nào. chart of the coming one and the seven world religions. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn về cái đấng sắp tới Christians và also bảy believe cái that tôn giáo Christ của thế would giới. soon return Và to những cái rule người over the kingdom Thiên of Chúa giáo God. thì His tin rằng Đức return is Christ still sẽ quay trở anticipated lại sớm and is để mà known cai as the quản vương second quốc của Thượng advent, Đế, tức the là thiên second giới, coming và of Ngài sẽ quay trở Christ. về. Ngài And quay they trở shall về see vẫn the được dự Son of đoán và được Man biết như coming là in the cái clouds sự of xuất hiện lần thứ heaven hai, with sự great xuất hiện lần thứ power hai and của Đức glory. Christ. Và họ sẽ In thấy vị Revelations, we read of a người con của righteous nhân loại leader tiến đến trên descending những cái from đấng mà heaven yêu của on a thiên đàng white horse với cái sức mạnh and followed vĩ by an đại và vinh army quang. dressed Và in white trong cái sách Khải Huyền thì chúng riding ta đọc white là cái horses. người lãnh đạo công chính giáng xuống từ cái cõi trời, từ thiên đàng, trên một con ngựa trắng và theo sau bởi những cái đoàn quân mà mặc cái màu trắng và When the cũng cưỡi những cái con Christ ngựa trắng. reappears, the Và khi mà non-essentials Đức will Christ surely tái xuất hiện, disappear. thì The những cái vấn fundamentals đề of không có faith quan will trọng nó sẽ remain, dần dần nó biến upon mất, which he can và những cái build vấn that đề new cơ bản world của niềm religion tin sẽ for được which duy trì. all men Và wait. trên đó That thì new là world religion Ngài có must be thể kiến based upon tạo those một cái nền truths tôn giáo thế giới which have mới stood the mà tất test of cả mọi người ages đều đang chờ and which đợi. have Và brought cái tôn giáo thế assurance giới and mới nó comfort phải được dựa to trên những men cái chân lý, những cái everywhere. sự thật, mà nó phải đứng vững, nó đứng vững cái As a bài thử result thách of của the thời gian, cleansing of the và earth nó phải through the mang lại cái meeting sự of the bảo đảm World và chắc chắn War, cho con người trên khắp thế giới 1914 to mọi nơi, 1945, and và through như the là cái kết suffering to quả của which cái việc humanity has mà been làm sạch trái đất subjected thông with qua cái an môi equally trường potent của, tức là thanh purifying luyện trái đất effect, thông qua cái which môi we'll trường của cuộc chiến demonstrate thế giới later. từ 1914 It đến will then be 1945, và thông possible qua cái sự for thống the khổ Church of mà nhân loại đã Christ, phải chịu hitherto đựng invisible, với to externalize itself một cái tiềm and to năng function có cái hiệu openly ứng upon the thanh luyện physical cũng tương tự. plane. Tức là This will cái indicate a thanh luyện nó cũng tương return tự với to cái the sự thống khổ situation đó, và which existed in nó sẽ Atlantean days thể hiện when, sau. to use Thì biblical symbology, do đó God là himself thánh đoàn walked đã có among thể, men. cái giáo He hội của talked Đức with Christ them, do đó and đã there có was thể được no barrier có between the tên này đã kingdom có of thể được nhìn men thấy and the và kingdom có of thể God. được ngoại hiện, Divinity bản thân was nó có then thể được ngoại present in hiện physical form, và and the hoạt động members trên of cõi the trần, spiritual và hierarchy were openly guiding and directing the affairs of humanity as far as cái man's thiêng liêng innate được hiện freedom diện trên cái permitted. cõi hồng trần, và những thành Now, viên của in the thánh đoàn immediate future, tinh thần and on a higher turn of the được mở spiral ra of dẫn dắt life, và this will điều happen khiển những cái sự again. vụ của nhân The loại. masters will walk Và openly among men. khi mà cái The bản chất Christ tự will do reappear của in con người được physical cho phép, presence. tức là cái quyền tự do Another bản bẩm thing sinh that của will con người, happen và will giờ đây be trong that cái the tương lai ancient sắp tới mysteries will be và trên một cái restored. vòng sắng The cao ancient hơn, cái vòng xoắn ốc landmarks của sự will sống, thì điều again này be một lần nữa sẽ xuất recognized. hiện. Các chân sư sẽ đi Those dựng của con landmarks người which masonry và has Đức so Christ earnestly sẽ tái xuất preserved trong cái sự and hiện which diện have been hồng trần. Và hitherto một cái điều khác nữa securely sẽ xuất hiện, đó embalmed in the là Masonic những cái bí nhiệm rituals, cổ xưa sẽ được khôi waiting the phục, day of và những restoration and of resurrection. cái chỉ là những cái vùng These đã được ancient đánh dấu, mysteries vùng đất were cổ originally xưa. given to humanity by the hierarchy and contain the entire clue to the evolutionary process hidden in numbers, in ritual, in words, and Tức in là symbology. These những cái này veil nó the được secret of man's nó origin and destiny.
Tức là những picturing to cái biểu hiện him cổ in này, rite and cổ xưa, nó ritual được đưa cho the nhân loại long, bởi long thánh vật. path Nó which chứa he đựng must hoàn toàn những tread cái manh mối back cho cái into cuộc the tiến light. hóa, ẩn giấu trong con They số, provide trong nghi thức, also, trong những when ngôn từ, trong rightly những cái biểu tượng, interpreted and và correctly khi mà những represented, the teaching which cái màn che, humanity những cái bí needs ẩn của in cái về order nguồn to gốc của con pass người và from vận darkness mệnh của to con người, light, from the unreal cái to the con đường real, dài mà con người phải and from đi death để mà đi to vào ánh sáng, immortality. thì các ngài cũng It cung is cấp these khi mà mysteries được which diễn dịch một Christ cách will đúng đắn và restore được upon his đại diện một reappearance, cách đúng đắn, thì nó thus sẽ để reviving the cho cái churches in những a giáo lý new này mà con người form cần này and sẽ restoring the đưa hidden con người từ mystery bóng tối đến ánh which sáng, they từ long cái have giả cái lost chân và through từ their cái chết đến bất tử. materialism. Masonry Và also has lost trong the những cái bí true hiện livingness mà it once này possessed, mà Đức Christ sẽ but in xuất its hiện trong những cái bí forms hiện and này, và rituals, do đó sẽ the làm sống truth is lại những cái giáo hội preserved theo một cách and mới can be mẻ và recovered. hồi phục lại những cái Under bí the hiện divine ẩn dấu will, the world mà vốn đã teacher, the bị tách coming truyền one, thông known qua in the bởi West as the cái chủ nhiệm Christ, duy vật, và thứ has to tám biển reappear on earth cũng đã mất in đi visible cái sự sống presence. động thực He sự has to một khi preside nó over đã the sở hữu mà nó đã materialization từng sở hữu, of the kingdom of nhưng mà God trong những on cái hình earth. thức và trong những cái And he has to nghi lễ, reinstitute thì the mysteries of cái initiation sự thật in sẽ được such a bảo tồn form và có thể that được they khôi phục proved the lại. basis Và dưới of the cái ý new chí thiêng world liêng, vị huấn religion. sư của thế giới, When the đấng Christ comes đấng with đang his đến, được disciples biết từ cả kinh đầu and đến initiates, tay sẽ tái we xuất shall hiện have trên the trái đất restoration trong of cái the sự hiện diện có thể mysteries được nhìn thấy and their và ngài sẽ ngự exoteric trị presentation as a cho consequence of the mà first trên cái initiation. thiên giới, trên The tức là Christ is the gương mặt của thượng hierophant đế trên of thiên the giới, trên trái first đất, và and ngài sẽ second tái thiết lập lại những initiations. cái bí nhiệm của điểm And đạo he theo will một cái cách thức mà administer the first chứng cho sự chứng minh cho initiation thấy cái nền into the tảng inner của tôn sanctuaries of giáo thế those giới two mới. bodies. Và khi mà Many Đức Christ faithful đến cùng với những workers người đệ tử và những will, đạo đồ của during his ngài, thì chúng period ta of sẽ thấy work sự on khôi phục của earth, những bí nhiệm take the và cái sự first trình hiện initiation, ngoại, sự and trình diễn some ngoại môn, few như will là take the cái hệ second. quả của cuộc điểm đạo These đầu tiên, mysteries và indicate Đức in Christ như reality là cái five important vị points in the vị tư spiritual tế của history of cuộc an điểm đạo, tức aspirant. là vị pháp sư của cuộc They điểm đạo thứ indicate vị đấng also điểm đạo thứ five nhất và đấng điểm đạo important thứ hai của điểm stages đạo thứ hai, in the thứ kỳ của điểm đạo thứ progress nhất và thứ of hai, thì human ngài sẽ consciousness. chủ trì cái cuộc điểm đạo thứ nhất The mysteries vào are, trong in the last cái analysis, thánh the thánh true đường thiêng source liêng of revelation. ở trong hai hai The cái gì ta, mysteries, when restored, will nhiều make real the những nature cái of bí religion, nhiệm khi mà được phục hồi, the thì sẽ purpose of làm cho science, and the làm goal of cho cái bản chất của education. tôn giáo sẽ thành sự These thật, are cái mục not đích của what khoa you học think cũng như today. là cái mục tiêu của giáo dục, We're working và towards the những perfecting đó of the sẽ là những rule cái gì, of nó sẽ Christ không phải on những gì earth. bạn nghĩ ngày hôm nay, We're aiming mà at the chúng ta development of đang là việc Christ hướng đến cái consciousness sự hoàn thiện and cái at the quy luật của bringing Đức Christ trên in trái of the đất, rule và or law of Christ, which is love. chúng ta đang This will tiến come tới cái to việc phát triển fruition in the Aquarian cái age, tâm thức and we Christ shall see và mang brotherhood lại vào established cái on quy earth. luật hay là cái định luật của Đức Christ, We vốn là now tình thương, examine the vốn là bác fifth ái, keyword in the và chúng ta title, đang tiến đến việc phát love. triển cái tâm The và điều Christ này was sẽ twice đưa an đến kết kết avatar trái because he trong cái thời not đại của mình, only và chúng ta struck sẽ the nhìn thấy tình keynote hình of the đại diện new thiết lập age trên trái đất. over Chúng ta giờ đây 2,000 đang years kết đến ago. chủ But he âm là also, bác ái. in some Đức Christ mysterious and đã lần thứ hai, incomprehensible vị thứ manner, hai là một cái đấng embodied in thân, bởi himself vì ngài the không divine chỉ principle giống of lên cái chủ love. âm của thời đại He was the mới cách first đây to 2.000 năm, reveal to mà men ngài the còn true nature theo of God. theo một cái cách thức bí ẩn và không An thể hiểu được. avatar is at present usually a representative of the second divine Đã aspect, hiện thân that trong of chính love ngài cái nguyên wisdom, khí the thiên liêng của love bác of ái, God. và Humanity needs love, ngài đã lần đầu tiên understanding, tiết lộ and cho con right người cái human bản chất thực relations sự as của an thượng đế, expression of attained một 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 divinity. đấng hóa thân It was và this hiện tại need hiện which thân brought the cho Christ to us thường before là đại as diện the cho cái khía cạnh avatar thiên of tính thứ hai, love. là bác The ái minh chứng Christ, tình thương của thượng that đế, great và nhân human loại cần divine tình thương, cần sự messenger, thấu hiểu và because những of cái his mối liên hệ đứng stupendous đắn như là cái biểu achievement đạt của một cái along the line of của cái sự thành understanding, tựu về thiên liêng, transmitted to và humanity an aspect and chính a cái nhu cầu potency này of the đã đưa nature of Đức Christ God đến với chúng himself, ta the như love là một cái đấng hóa principle of thân của deity. bác ái. However, until Christ came and lived a life of love Tuy and nhiên, cho service đến khi Đức and Christ gave đến men và the new sống như command to là love sự one sống another, của there had been very bác little ái và phụng emphasis sự upon và God cho as con người love
một in any of the world's cái yêu scriptures. cầu mới After he'd là hãy come yêu as thương the lẫn nhau, avatar of love, then thì God có rất là became ít known thứ as nhấn mạnh love về thượng đế supernal. như là Love is the tình yêu goal and thương objective of trong bất creation. kỳ cái kinh Love is the văn thế basic giới nào. principle of relationship. And Tình love yêu is thương là working mục throughout tiêu all và mục tiêu manifestation của sự sáng towards a tạo. Yêu plan thương là nguyên khí motivated cơ by bản love. của mối quan hệ, This và tình yêu divine thương là quality hoạt động thông qua Christ revealed hoặc and được đang hoạt động thông emphasized qua tất cả and những thus biểu hiện altered hướng all đến một human cái living thiên cơ, goals được and một cái kế values. hoạch được thúc đẩy bởi tình yêu thương, Thus the và cái Christ, phẩm with tính the thiêng liêng fused này của Đức Christ energies được of hiển lộ love và and được nhấn wisdom, mạnh, và do đó with làm the thay aid đổi of tất the cả những cái mục avatar tiêu of sự sống, synthesis mục and tiêu of the sống động và giá Buddha, trị của con and under người. the Và influence do of the đó Đức spirit of Christ peace and với of những cái năng lượng equilibrium hợp nhất và tình yêu can thương và minh implement trí, and đối direct với sự the trợ giúp của energies Đấng Hóa Thân Tổng which hợp và will Đức Phật, và produce dưới ảnh the hưởng của coming tinh thần hòa new bình và civilization. cân bằng đã có thể This thực is the thi key to the và điều hướng những abbreviated cái năng lượng mà vốn sẽ citations tạo ra used in the một cái nền văn minh presentation. mới. Đó là chìa khóa của cái gì ta, của cái trích dẫn tám cách được sử The dụng trong Aquarian bài Christ, trình bày. the coming avatar of love. Đức Christ bảo bình, đấng hóa thân bác ái đang đến. Thank you, Robert. So beautiful as ever, so complete. So, Cảm ơn Robert. I learned a lot. Luôn luôn là thật là đẹp I đẽ, think thật là trọn vẹn. next up we have Sheldon introduce